Chào mừng các bạn quay lại kênh Cờ Tướng Đại Chiến. Trong video số 27 này mình xin giới thiệu đến bạn ván đấu giữa Ngọc Diễn Thần Quân, Tượng Xuyên, Đại Chiến, Long Mạch Thần Kiếm, Triệu Hâm Hâm. Ván đấu diễn ra tại huyện Chiết Giang, Trung Quốc trong giải vô địch cá nhân toàn quốc Trung Quốc năm 2018. Trong ván đấu này, danh thủ Tượng Xuyên cầm đỏ đi tiên, danh thủ Triệu Hâm Hâm cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi.
Đến đây danh thủ chịu hâm hâm cầm đen thủ hậu đành buông cờ đầu hàng. Trong ván đấu này Tưởng Xuyên cầm đỏ đi tin giành thắng lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.